Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày 14 tháng 4 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin ai cấm ông Nguyễn Phú Trọng đụng đến Hoàng Trung Hải. Hoàng Trung Hải sai phạm còn nghiêm trọng hơn cả Đinh La Thăng, bởi Hoàng Trung Hải sát cánh với Nguyễn Tấn Dũng 10 năm với vai trò là phó thủ tướng phụ trách về xây dựng cơ bản. Trong khi đó, Đinh La Thăng chỉ gắn bó với Nguyễn Tấn Dũng có 5 năm. Nếu nhìn vào cách xử lý của ông Trọng với ông Đinh La Thăng và Hoàng Trung Hải là biết ngay sự khác biệt. Tội thì Hoàng Trung Hải không hề kém cạnh Đinh La Thăng, nhưng về đòn trừng phạt thì ông Trọng chỉ tập trung vào Đinh La Thăng mà né ông Hoàng Trung Hải. Những con người làm chính trị là họ rất nhạy cảm với những thế lực mạnh. Họ lợi dụng kẻ yếu thế để đánh tơi bời lấy tiếng và lấy uy, còn với kẻ mạnh thì họ lại né đi. Hạn chế động chạm ít nhất như có thể. Hãy so sánh cách ứng xử của ông Nguyễn Phú Trọng với ông Đinh La Thăng và ông Hoàng Trung Hải thì sẽ rõ điều này. Vào ngày 12 tháng 4 năm 2021, trong phiên tòa xét xử đại án gang thép Thái Nguyên, các luật sư đề nghị triệu tập cựu Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải. Tuy nhiên, hội đồng xét xử cho rằng đã có tài liệu ở giai đoạn điều tra. Nếu luật sư thấy cần thiết phải làm rõ thông tin, tòa sẽ công bố. Nói thẳng ra là tòa bác đề nghị triệu tập ông Hoàng Trung Hải. Được biết vào sáng ngày 12 tháng 4, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên xét xử 19 bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên, viết tắt là Thisco. Đây là hình ảnh tòa án sợ động đến Hoàng Trung Hải. Trong phần làm thủ tục phiên tòa, hội đồng xét xử cho biết bị cáo Đậu Văn Hùng, cựu tổng giám đốc tổng công ty gang thép Việt Nam VNS, đã làm đơn xin được xét xử vắng mặt vì bản thân mắc nhiều bệnh nan y hiểm nghèo nên dễ bị trụy tim, mất trí nhớ. Bị cáo Hùng khẳng định đã nhận thức đầy đủ hành vi, cam kết sẽ tuân thủ bản án, quyết định của tòa. Tòa án sợ động chạm đến Hoàng Trung Hải, đây là điều hết sức rõ ràng hiện nay. Nói đến bộ là nói đến những cơ quan trực thuộc ông Hoàng Trung Hải. Được biết, ngoài đại diện của hơn 5 bộ ngành đã được tòa gửi giấy triệu tập như Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước, một số luật sư còn đề nghị triệu tập thêm các cá nhân có liên quan. Trong đó, luật sư Nguyễn Đình Khỏe xin triệu tập thêm nhân chứng là nguyên Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải. Bởi ông Hoàng Trung Hải là người đã ký những văn bản rất quan trọng trong vụ án. Luật sư Trần Văn Tạo, người đã bào chữa cho bị cáo Trần Văn Khâm, cựu chủ tịch hội đồng quản trị, cựu tổng giám đốc Thisco, cũng đề nghị triệu tập ông Hoàng Trung Hải và ông Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương, để làm rõ nhiều nội dung trong vụ án. Điều đó là rất cần thiết, với lại hiện nay, ông Hoàng Trung Hải không vướng bận công tác gì vì ông đã không còn là quan chức nhà nước. Mà cho dù ông là quan chức to thế nào đi chăng nữa, thì những gì liên quan tới ông thì ông cũng phải hầu tòa. Tuy nhiên, hành động bác yêu cầu của luật sư cho thấy có lệnh ngầm không động chạm đến ông Hoàng Trung Hải. Đây là hình ảnh dự án hàng ngàn tỷ tiền ngân sách nhà nước cũng như tiền thuế của người dân đã trở thành đống sắt vụn dưới các quạ tay quan chức Đảng Cộng sản Việt Nam. Đậu Văn Hùng là con người có bệnh nan y mất trí nhớ, thì hội đồng xét xử quyết định đồng ý để ông Đậu Văn Hùng được xét xử vắng mặt. Tuy nhiên, với ông Hoàng Trung Hải thì ông ta hoàn toàn khỏe mạnh mà. Tại sao hội đồng xét xử lại khước từ điều này của luật sư? Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 của Thisco làm chủ đầu tư, hội đồng quản trị VNS là cấp quyết định đầu tư, được triển khai từ năm 2007 với mức đầu tư dự kiến là 3.843 tỷ đồng. Đơn vị trúng thầu chọn gói là Tập đoàn Khoa học Công nghệ và Thương mại Luyện Kim Trung Quốc MCC. Vào tháng 8 năm 2008, sau hơn 11 tháng triển khai dự án, tổng thầu MCC đã tự ý dừng hợp đồng, rút hết người về nước trong khi chưa hoàn thành thiết kế chi tiết các hạng mục, chưa chọn nhà thầu phụ, chưa triển khai thi công bất kỳ hạng mục nào của gói thầu. Tuy nhiên, MCC lại có nhiều văn bản gửi chủ đầu tư đề nghị kéo dài thời gian thực hiện gói thầu, đồng thời có văn bản đề nghị tăng thêm hơn 138 triệu USD. Hoàng Trung Hải đã bao che cho nhà thầu Trung Quốc như thế nào? Để đối phó với yêu cầu của luật sư,
hội đồng xét xử đã viện lý do rằng đã có tài liệu ở giai đoạn điều tra, nếu luật sư thấy cần thiết phải làm rõ thông tin thì tòa sẽ công bố chứ không thể mời Hoàng Trung Hải được. Được biết, khi chỉ đạo thực hiện dự án, dù các đề nghị của Tổng thầu Trung Quốc không có cơ sở pháp lý, nhưng ông Hoàng Trung Hải đã chỉ đạo lãnh đạo của Tisco thay vì dừng hợp đồng với nhà thầu, thậm chí hủy đấu thầu, lại đề nghị các cơ quan chức năng cho kéo dài thời gian thực hiện dự án và tăng giá tổng mức đầu tư dự án lên. Cáo trạng cũng chỉ rõ các bị can Mai Văn Tinh và Đỗ Văn Hùng là những người có thẩm quyền dừng hoặc chỉ đạo chủ đầu tư Tisco dừng hợp đồng với nhà thầu, song đã không thực hiện chức trách được giao, mà còn chỉ đạo cấp dưới tại VNS và Tisco đàm phán với nhà thầu, đồng thời đề nghị các đơn vị hữu quan cho kéo dài thời gian thi công và tăng giá hợp đồng EPC lên hơn 138 triệu đô la, không hề có cơ sở. Hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại hơn 830 tỷ đồng tài sản của nhà nước, có nghĩa đây chính là tài sản của nhân dân đã bị lấy đi. Theo hồ sơ vụ án, thời điểm tháng 9 năm 2012, sau khi Tisco và VNS của Bộ Công Thương xin điều chỉnh tăng mức tổng đầu tư dự án lên 104 tỷ đồng, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản lấy ý kiến các bộ ngành liên quan. Đa số các bộ ngành lấy ý kiến đều phản đối cho rằng việc tăng mức đầu tư dự án hơn 4.200 tỷ đồng là thiếu cơ sở. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có công văn số 6618 nêu tổng mức đầu tư của dự án tăng lớn nên hiệu quả dự án đã thay đổi, phải được thẩm định về hiệu quả kinh tế, xã hội và tính khả thi. Đồng thời, đề nghị Bộ Công Thương phải làm rõ trách nhiệm các bên khi tăng mức đầu tư. Đây là hình ảnh ông Hoàng Trung Hải và ông Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng khi đó. Tương tự, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu rõ, nhà thầu MCC chậm tiến độ so với hợp đồng đã ký, chưa có giải pháp khắc phục. Vì vậy, không có lý do gì để được điều chỉnh giá. Bộ Tài chính khi đó cũng cho rằng, việc dự án điều chỉnh tăng tới 110,8% với đầu tư ban đầu là rất lớn. Nhiều nội dung điều chỉnh tăng giá không rõ ràng, không hợp lý. Tuy nhiên, vào ngày 21 tháng 4 năm 2013, Văn phòng Chính phủ đã ban hành văn bản số 3136 thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải gửi Bộ Công Thương và VNS nêu rõ. Hội đồng Quản trị VNS quyết định chịu trách nhiệm thực hiện việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án theo quy định hiện hành, đảm bảo hiệu quả. Đồng ý với nguyên tắc Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương xem xét cho vay tiếp. Điều đó đã dẫn đến Tisco cho rằng việc điều chỉnh tổng mức đầu tư đã được Thủ tướng chấp nhận. Mặt khác, cũng trên cơ sở đề nghị của Bộ Công Thương và Tisco, vào ngày 20 tháng 11 năm 2014, ông Hoàng Trung Hải đã ký văn bản số 2339 thể hiện nội dung tiếp tục thực hiện dự án với mức tổng đầu tư điều chỉnh 8.104 tỷ đồng. Đáng chú ý, vào ngày 11 tháng 6 năm 2015, Văn phòng Chính phủ cũng ban hành văn bản số 196 thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải ghi rằng đồng ý để Tisco thanh toán các khoản chi phí trả cho MCC, cùng có vật tư thiết bị bị hư hỏng bởi rỉ sét lão hóa do lưu kho lâu ngày. Ông Nguyễn Phú Trọng vừa muốn bắt Hoàng Trung Hải để khai thác sai phạm của Nguyễn Văn Dũng, nhưng có lẽ ông đang rất lo sợ Bắc Kinh sẽ phản ứng như thế nào. Những ý kiến chỉ đạo của ông Hoàng Trung Hải trên danh nghĩa Phó Thủ tướng đã gây ra nhiều hậu quả đối với dự án gang thép Tisco. Bình quân mỗi tháng Tisco phải trả tiền lãi vay ngân hàng khoảng 40 tỷ đồng. Tổng dư nợ gốc lãi vay ngân hàng phải trả của dự án là 3.900 tỷ đồng, tức là tương đương với tổng mức đầu tư của dự án ban đầu. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng và Hoàng Trung Hải. Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố vào hồi tháng 12 năm 2019 xác định ông Hoàng Trung Hải trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã có vi phạm khuyết điểm khi cho một số ý kiến chỉ đạo đối với dự án Tisco. Còn ông Vũ Huy Hoàng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương giai đoạn 2007-2016 chịu trách nhiệm chính về những vi phạm khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng Bộ, Bộ Công Thương đối với các chủ trương chỉ đạo liên quan đến dự án Tisco. Tuy nhiên, như đã biết, ông Vũ Huy Hoàng đã ở tù, còn Hoàng Trung Hải thì vẫn bình chân như vậy. Ông Hoàng Trung Hải chỉ là người viết quốc hoa hay là vì ông Hoàng Trung Hải là người của Bắc Kinh
Câu hỏi này cũng được đặt ra trước thái độ hết sức dè dặt của ông Nguyễn Phú Trọng. Không khó để nhìn nhận ra rằng ông Hoàng Trung Hải là người của Trung Nam Hải, vì chỉ có người của Trung Nam Hải mới làm ông Trọng e ngại đến như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d ngày hôm nay thứ Tư ngày 14 tháng 4 năm 2021 với bản tin Ai cấm ông Nguyễn Phú Trọng đụng đến Hoàng Trung Hải. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d.